báo đâu, còn cần mà. Rồi cái đường rất hẹp luôn nhà mình ơi, cây cũng chuẩn bị lên xe an toàn, đường quá hẹp. Lộc vừng nghe nhà mình, giờ lên xe cho giặt xuống chảy ra mũi mồ quá trình, tháo cặp cổng luôn, tháo cổng luôn, chút hàng lại luôn. Đã luôn, an toàn rồi.